À, chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình về được cái thùng hàng. Đây là thùng máy mới cả nhà. Mà giới thiệu để cho mấy anh em gần nhà biết máy nó cũng về đều á thì ghé ủng hộ nha. Chứ còn mấy anh em ở xa thì máy mới thì anh em cũng ít mua ha. Anh em xem tham khảo thôi. Chứ mình cũng không có bán mấy anh em ở xa được. Từ anh em ở xa thì cũng mua đa số rồi, sưu tầm máy cũ. Mà cái đợt này nó thực sự anh em là máy cũ nó về rất là hạn chế nha. Ít ít rất ít máy về. Mấy bữa nữa mới về được cái lô full với lại ba cái máy nội địa này nọ. Cái mùa này thì thực sự anh em là không có thể lấy máy được. Chả có máy đâu mà lấy luôn. Về được lô này thì chủ yếu mấy con này, nhiều con máy này thì con trăm mấy thôi. Trăm mấy 200. Dòng mấy con nghi gọi. Mùa này thì mùa dịch á, nó quá nặng. Nên là phục vụ cho các anh em ba cái máy con review. Này Samsung A12, máy mới này cả nhà. Mới full box nha, máy dòng này là nguyên siêu hết ha. Còn này thì RAM 4 của nhớ 128. 3 triệu mấy A12. Đó. Anh em khu vực Phước Cát, Cát Tiên với Đăng Hà thì mua gần thì ủng hộ tới thêm cửa hàng luôn nha cả nhà. Đây màu đen. Về nói chung là cái lô này cũng tầm mười mấy 20 cây thôi, không có nhiều. Đây, Realme C11. Dòng này là 2021 này, dòng này nó mới ra. C11 con này RAM thấp thôi nha cả nhà. RAM 2 bộ nhớ 32. Hơn 2 triệu một tí. Máy mới full box. Đó, coi thử còn được mấy gì nữa đây. Khó lấy quá. Con này là Vivo i12s cả nhà. Con này là RAM 332. RAM 332 i12s. Đây là máy mới. Đấy, cái này full box hết. Tiếp tục một em C12 C21i, C21i. Con này RAM 332. Máy này full box hết, còn nguyên siêu hết nha cả nhà. C21i tiếp. Con này là pin 5000 luôn á cả nhà. Pin 5000 nha, con này xài rất là sướng nha. Cấu hình nó cũng thấp thôi, không có cao, nhưng mà pin nó cao bò. Con này là A12 tiếp này. A12 Samsung. Bản này mình lấy bản RAM 4 bộ nhớ 128. Mình có thích lấy thêm tới mớ M11 nữa mà công ty được này nó hết hàng luôn cả nhà, không có thể nhập được nha. Này. Con này là i20. i20 RAM 4 bộ nhớ 64 Vivo và thêm 9 con máy có nữa, tầm là 10 con máy có và một mớ máy full box, máy mới Vivo, Realme với lại Samsung. Clip này mình giới thiệu khui hàng vài con máy thôi, còn clip máy cũ thì có khi tí nữa mình lại lên clip máy cũ cho cả nhà lựa chọn nha. Chào cả nhà nha, hẹn gặp lại clip tiếp theo.